Lúc em đi bắt cua là có bị nhát không? Em vừa vô tới đây là em gặp, là em nghe bên tay trái là nghe xào xào xào, cũng như là tiếng bước chân đi. Theo Thuận thì Thuận có duyên với ngôi mộ này hay là ngôi mộ này linh thiêng vậy Thuận? Dạ, ngôi mộ này rất là linh thiêng anh. Hai bữa trước em ngủ không có được, nên cũng có người về báo ác mộng ở đây rất là lạnh lẽo, rên rỉ dữ lắm. Nên báo cho em là vô trong đây để mà đốt thắp nhang, cầu mong có người nhà để đến để mà đưa những cái mộ ngôi mộ đó về. Tại vì những ngôi mộ đó sống rất là lâu, rất là lạnh lẽo. Bây giờ mấy anh em mình về hay là tiếp tục đi tìm kiếm những ngôi mộ? Em sẽ dẫn hai anh đi tiếp tục những ngôi mộ tiếp theo mà em đã gặp. Duy thì sao? Sao? Anh có đi nổi không? Sao? Em cũng không biết nữa, nhưng mà cái bữa đó phải lội qua đây, mũi rất là nhiều, là sình nó lớn mà nha. Đi phải theo chân mấy anh em đứng trước chứ không là bị lạc không mới ra được. Trước khi mình vô đây thì mình cũng xin phép những vị chư thần ở đây để cho tụi con quay một cái clip. Ở đây thì có anh Thuận với anh Tình đi phía trước để mà dẫn cái lối đi nè. Thật là không thiết. Ở đây mũi thì con khỏi nói luôn. Cái bài cái tẻ như cái máy vậy. Nè, cái mà quay clip câu view của mọi người nè. Tiếng gì vậy? Câu view của mọi người mà đi lội cực khổ về đây. Không có ai mà đi câu view mà đi lội dừng lội vú vậy á. Đây là cái thở không nổi luôn á. Tính nói mà nói chuyện mà thở không nổi. Cái đây là cái động điền. Con lai. Ông lai mà đi làm vậy á. Ê anh Tình. Gì? Kéo mình đây. Kéo hả? Chính này, không giúp được. Không giúp được. Cứu nó Thuận ơi. Hả? Cứu gì? Nó bị lúng rồi. Hả? Ở đây nếu mà nó để lâu, để lâu nó lúng lên tới ngực luôn. Lúng vào khỏi đầu giống như đầm lầy luôn. Đây nè. Lúng ngọt luôn. Từ từ. Ây da. Lúng gì dữ vậy? Thuận nó không nhớ đường nữa kìa. Trời trời. Cảm ơn anh Tình. Khổ lắm. Đây là những clip mà chân thật mà mấy anh em muốn quay cho cả nhà để mà ra được một cái clip á. Nó khó khăn lắm, không phải đơn thuần là đi quay là mình tới chỗ mình quay liền được đâu. Nhiều lúc cả nhà xem mấy anh em đi vô rừng á rồi quay không, cả nhà hỏi thôi tại sao tụi bay tìm được cái đó đi hay vậy, rồi tụi bay nói đây là rừng tại vì mình muốn ok mình muốn tới cái nơi thì mình quay cho cả nhà xem nó sẽ rất tốn thời gian hơn chứ đi như vậy là khua. Đây là hôm nay mình quay cái cảnh này cho cả nhà xem đó. Chui qua thấy chui như vậy nè. Nhà thấy không? Bịch đầu bịch cổ hết. Đi không nổi.
Anh Thuận ăn không có đường à. Có nấu à. Ôi, anh Thuận lậu luôn hả? Lậu chứ phải ăn lậu. Không ra. Ôi. Thôi thôi rồi, ở đây này lắm. Có giống con tròn đi nè. Con tròn, con gái. Nó lậu ở chỗ này không nổi đâu. Anh à, có thời gian nghe. Chắc mình đi vô tới trong rồi mình quay tiếp cho cả nhà xem nha. Chắc giờ quay đi không kịp. Bây giờ mình đi hết nổi rồi cả nhà. Thật sự bây giờ mình ngồi đại đây à. Mình với anh Tình ngồi đây cho cả nhà xem. Đang chờ anh Thuận kiếm cái ngôi mộ mà anh Thuận hôm bữa anh Thuận quay á. Xin chào cả nhà. Trên đường đi thì anh em mình tiếp tục lại gặp một cái gò. Ở trong cái gò thì có rất là nhiều ngôi mộ. Hiện tại thì Thuận đang thắp cái nén hương cho những ngôi mộ ở đây. Ở đây thì hoang sơ cùng cốc nên vì vậy cũng ít có người đi ngang đây và thắp nhang. Thì Thuận đang thắp nhang nơi đây. Ở đây mộ cổ nhiều đúng không Thuận? Đúng rồi, với sao anh? Ba anh em gạt xuống chỗ mộ này. Phía sau thì có những ngôi mộ bị những cái con chuột làm hang đào lên như thế này đây thưa quý vị. Có những ngôi mộ bị những cái lá dừa và những cái cây cỏ từ thiên nhiên và che phủ lên như thế này đây. Rất là nhiều nha quý vị. Thuận, nếu một mình em đi bắt cua, em đi ngang những nơi như thế này thì em có rung mình không Thuận? Có anh, hơi sợ nhưng mà giết cũng quen anh ơi. Tại vì thường thường em đi trong rừng là đa phần là em gặp nhiều những ngôi mộ bị bỏ lâu năm nè quý vị. Đống rong rêu rất là nhiều nha. Ở trên cái phần mộ đến nỗi mà có một cái tổ mối rất là to đây. Bể hết trơn rồi nè anh. Anh coi bên đây nè. Có cái hàng ở đâu? Hàng chuột. Chuột hay rắn gì đó. Ôi, cái hàng này hàng rắn á, láng o à. Không phải chuột đâu. Nếu mà chuột thì nó da nó vô, con này láng quá. Hàng rắn á. Tôi nghĩ là rắn. Ở đây nếu mà có chuột á, thì mình sẽ thấy những cái trái cây, đặc biệt là trái dừa nước. Những con chuột nó tha lên đây nó ăn. Hoặc là những con ốc, những con cua nhỏ. Tuy nhiên ở đây mình sẽ không thấy những cái thức ăn mà của con chuột nó ăn. Mà trong cái hang thì rất là láng. Chắc chắn ở trong cái hang này sẽ là một con rắn. Thật sự khi mà đi đến đây á, cái cảm giác hoang vắng á, gây cho mình một cái cảm giác rất là lạnh.
Mà ở đây á, cái người mà dễ bị tiếp xúc cái cảm giác lạnh đó thì chắc chắn là có duyên. Ở đây so với cái chỗ rừng Nhị Tỳ hôm trước mình đi thì cảm giác của duyên sao? 1/100 anh. Và sao anh không hiểu? 1/100 so với rừng Nhị Tỳ. Ở đây thì nó chỉ có những cái ngôi mộ nó lâu năm. Đó là một cái điều kỳ bí, không biết lý do tại sao thì nó lại ở trong cái khu rừng này. Và chủ yếu anh em mình đi đến đây là để khám phá và tìm những cái người thân của những ông bà ở đây. Tại vì anh cũng thấy đó, mình đi mấy cây số thì mình mới thấy một hai ngôi mộ. Và cái ngôi mộ này cũng là một cái ngôi mộ mà nó gọi là sao ta? Bị bỏ lâu năm, không có người chăm sóc á. Đây nè, rung rêu rất là nhiều. Với lại nó rất là tình cờ anh Tình. Đúng. Tại vì mình đang đi trên cái tìm cái chỗ mà anh Thuận kể á. Cái chỗ anh Thuận kể. Đúng rồi, cái chỗ đó mới cũ kỹ hơn nữa. Và ở đây là chỉ tình cờ mình tình gặp cờ mình và gặp. Mình thắp cho ông bà những cái nén nhang. Tại vì em biết ở đây thì chắc cũng là khá là lâu rồi. Ông bà chắc cũng không được nhìn thấy những cái hương khói như thế này. Và sẵn đây thì con cũng mong ông bà sẽ hướng dẫn cho ba anh em tụi con đi một mạch tới cái nơi mà tụi con đang tìm kiếm. Tụi con cảm ơn ông bà rất là nhiều. Cái ngôi mộ mà sắp tới đây Thuận muốn gửi đến quý vị khán giả là như thế nào Thuận? Em thì em muốn chia sẻ những cái ngôi mộ này để cho người thân biết đến á, để mà vô đây để mà tìm kiếm những cái ngôi mộ này để mà đem về hay là tới thăm viếng thường xuyên, chăm sóc cho cái ngôi mộ được chỉnh chu hoàn chỉnh đúng không? Dạ đúng rồi anh. Ngôi mộ ở sắp tới đây á, thì em cũng chưa biết ngôi mộ đó đường khúc nào hay đường nào, nhưng mà em sẽ gian giái cầu nguyện sẽ dẫn em đến đó để cho hai anh được biết đến và mọi người xem sẽ biết đến những ngôi mộ đó. Tại vì á, em vô đây lần đầu tiên em đã thấy hết và sau đó em sẽ là người dẫn dắt hai anh đi. Bây giờ là ba anh em mình lên đường luôn ha. Dạ. Ok, em dẫn đường đi. Còn xa không Thuận? Em cũng không biết nữa. Chứ em thấy Duy đuối sức lắm rồi đó. Ba anh em đi một vòng khoảng hai cây mấy ba cây số á, rồi bây giờ vòng lại cái ngôi nhà ở ở đầu clip á nha, cái nhà clip trước á, cái căn nhà quan ở giữa rừng á. Đeo khẩu trang hết nổi luôn à? Không, sự không đeo khẩu trang nổi rồi, em lọt cái bịt mặt ra luôn rồi thì nãy nó quá trời mũi, mà bây giờ cái mệt nó còn mệt hơn là cái bị mũi cắn nữa. Ở nhà có quần áo không? Rất là nhiều con dắt. Đứng đây. Rất là nhiều con dắt cắn rồi nha. Đây là một con dắt ông. Không, vì bự lắm. Mồng. Mồng đúng rồi. Mồng. Con mồng cắn bò á, em biết không? Con mồng nó cắn bò nha, nó cắn mình luôn. Cắn bò la làng, nó cắn người thật chịu nổi. Anh Tình giờ còn gọi dưới chưa lên nổi. Không biết cái đoạn đường phía trước như thế nào nữa. Thì bây giờ anh em quay tới đâu thì quay tới đó cả nhà xem thôi. Nó nổi hả? Hết rồi. Bây giờ mấy giờ anh Tình ha? 4:40. 4 giờ chiều rồi. Là xuất phát từ cái điểm cái căn nhà lúc 2:15. Bây giờ là 4:40 rồi. Là 2:30 rồi. 2:30 nhưng mà đi chỉ có một vòng tròn thôi. Thì giờ đó là tới căn nhà tiếp. Đây, cái căn nhà bên đây. Rất là mệt. Có thể đây là một cái chuyến đi mà nhớ đời luôn, gian nan luôn. Bây giờ đây, máy rung sao anh Thuận? Được chưa? Rồi anh em phải đi tiếp. Đi ngược lên hả? Xin chào cả nhà, đây là một trong những cái nghĩa địa mà nằm ở giữa rừng hoang như thế này. Đây quý anh chị bà con cô bác có thể nhìn thấy bốn xung quanh toàn là rừng lá. Có những ngôi mộ có cái tuổi đời rất là lâu năm, đặc biệt là những cái ngôi mộ đá này. Toàn là băng đá không à? Có những ngôi mộ thì đã được lấy hài cốt đi rồi,
cái nơi mà em Thuận đang đốt quần áo cho những cái ngôi mộ còn lại mà chưa được người thân lấy đi. Đó chính là cái nắp hòm, quý vị khán giả nhìn thấy không ạ? Nhưng mà cái nắp hòm ngày xưa nhìn rất là dày hay gì ha? Yeah. Mấy chục năm rồi nhưng mà vẫn còn rất là tốt nha. Ôi, nó bị lật lên luôn hả? Đúng rồi. Khủng khiếp. Ôi, bên Tình thấy mấy cái gò bên kia không, là có phải những ngôi mộ không? Những cái gò bên kia là mộ đất đúng không? Thuận? Đúng rồi anh, UU là mộ đất không anh? Vậy là cái chỗ em đang ngồi cũng là mộ đất mà. Đúng rồi, em có xin phép rồi. Em xin phép em trên đây em đốt với tiền vàng bạc cho mấy ông mấy bà ở đây. Ở phía bên đó thì có một cái ván hòm nữa kìa. Đây một cái và ở đây một cái nữa nè. Đây cũng là cái ván hòm nha. Những ngôi mộ đá này thì có từ rất là lâu đời. Tuổi đời ít nhất là phải cỡ trên 100 năm á. Thì cái mấy cái nắp hòm thấy nó rất là chắc. Với lại cái thời nếu mà khoảng 50 năm đổ lại đây thì nó không có giống như nắp hòm này. Anh Tình nhìn cây nó giống như cái kiểu ở bên thời cổ trang không? Anh thấy những ngôi mộ đá thông thường thì là những người Hoa nha. Nên vì vậy cái nắp hòm đó, cái kiểu cũng giống như của người Hoa vậy người đó. Người Hoa luôn. Đúng rồi. Nhưng mà cả nhà nhìn, cả nhà có thể biết liền, nhận biết liền cái sự khác biệt liền. Thuận đi bắt cua có khi nào em vào trong này bắt cua ở những ngôi mộ không Thuận? Tại vì anh thấy ở trong những ngôi mộ cổ thì cua nó hay vào trong đó làm hang. Thì em có thường vào trong đó bắt không? Không, không. Cái chỗ đó là chỗ linh thiêng, không bao giờ mà em vô trong đó em bắt được. Ở đây anh thấy có một cái hang hay gì vậy Thuận? Dạ đúng rồi anh. Cái hang cua. Ở trước á là em đang kiếm cái dấu tích con cua ở dưới cái khe này nè, nó bò. Em đánh sao á lên tới đây luôn. Là lúc đó tình cờ em vừa lên tới đây em ngước đầu lên, em thấy lúc đó em hoảng hồn. Và sau đó em sẽ cái tuyệt chiêu của em là cái lúc mà em gặp những ngôi mộ hay là gặp ai ai hầu gì đó là em sẽ lấy thuốc ra, em sẽ mời cho người ta. Là mời mọi chuyện là sẽ qua anh, tại vì mình làm mình đâu có hại ai đâu mà mình sợ. Nên ai làm nấy ăn. Thì tới đây nè, em cũng phát hiện một cái hang cua á. Bữa em cũng lên đây em dái xong em ngó vô em thấy một cái hang cua. Nhưng mà em không có bắt. Nhiều khi cua này thì em không biết được. Đây, anh lại em dội cái hang cua nè. Con cua này thì nó cũng bự lắm. Thì nói chung thì sẵn tiện đây em cũng lấy lá ra luôn để mà bỏ bớt cho nó chóng. Wow, cái đó là cái nắp hòm mà Thuận. Em cũng không biết anh ơi. Hòm. Cái nắp hòm. Okay. Đúng rồi anh ơi, nắp hòm anh ơi. Rồi hôm bữa em bắt con cua dưới đó tờ. Em không có bắt. Em chỉ phát hiện em thấy thôi, nhưng mà em chỉ ngó thôi chứ mà em không có bắt được. Sao không bắt? Tại vì trong khu này không ai mà dám bắt cua á. Em kỹ nhất là những cái khu mà có gò mã mà có hang cua chui vô là em bỏ đi chứ không bao giờ mà em bắt. Lúc đó em biết cái đó là cái nắp hòm không? Cái nắp dạ không đó. Vô đây thì em không có biết. Giờ dở ra mới biết á hả? Đúng rồi. Những cái nắp hòm này giống như cái phim cổ trang ngày xưa vậy anh? Rất là to nha, dày lắm nha. Phim Trung Quốc vậy. Mấy mươi năm rồi mà còn rất là tốt nha. Không bị mọt, không bị gì hết nha. Cái chỗ này chắc người ta lấy hài cốt lên rồi. Thì sau khi người ta lấy cốt đi thì người ta bỏ lại cái nắp hòm và dựng đứng lên như thế này. Đi trong rừng mà thấy những cái nắp hòm mà dựng đứng như thế này nhìn y chang như trong phim cổ trang Trung Quốc. Bên kia nữa kìa, tả tơi luôn. Bên kia nữa anh. Giống như một cái nghĩa địa ở giữa rừng sâu vậy đó. Em đốt nhang xong hết chưa Thuận? Dạ xong rồi anh. Bây giờ đường ra xa không Thuận? Hơi căng à. Cười nữa. Bây giờ em chỉ đốt nhang em cầu giái ở đây dẫn đường cho ba anh em con chỗ nào mà gần nhất á thì chỉ cho con chúng con ra. Tại vì con bữa nay vô đây con chỉ đốt nhang đốt với tiền vàng bạc ở đây. Nên mấy ông cũng chỉ dẫn mình ra hả anh ơi. Dẫn mình ra đường gần nhất. Em lì á. Em thì em đi em gặp cái này mình em thì em cũng sợ lắm. Nhưng mà mình sợ thì mình sợ bây giờ mình đi đâu nó cũng vậy hết trơn hết á. Đi chỗ nào cũng vậy hết á. Nên mình ngồi xuống mình cầu mình vái ở đây là mọi chuyện sẽ qua.
bây giờ cũng trễ rồi, thôi anh em mình đi ra ha. Dạ, muộn quá anh. Giờ này cũng tối rồi. Xin chào cả nhà. Thì bây giờ ba anh em đã ra được ngoài đường rồi. Thật sự là rất là mệt. Anh Tịnh mệt quá trời. Bây giờ hả? Không, em đuối rồi. Đây. Thì đây một cái trải nghiệm rất là đặc biệt. Thì bây giờ em xin kết thúc cái video tại đây. Mong là cả nhà xem cái video này nhớ nhấn like và chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ em ha. Tại vì ở phía sau em còn có những clip rất là hay ho đã chờ đợi mọi người ở phía trước nữa. Em xin chào tạm biệt mọi người nha.